Thật ra là trước đó em không biết, xong rồi em cũng hiếm khi nào em hỏi mẹ, tại vì em cũng thấy mẹ đề cập tới chuyện đó bao giờ. Cái ước mơ của mẹ đó là mở một cái quán ăn, một cái cửa hàng ăn uống, một cái tiệm bán đồ ăn sáng, hoặc là một quán cà phê sân vườn. Chỉ là như vậy thôi, là một cái điều nhỏ nhoi của mẹ mình rồi. Trong gia đình em thì người quan trọng nhất với em là bà ngoại của em. Vì mỗi khi mà em có một cái điều gì đó cần được lắng nghe lời khuyên á, thì bà của em cũng là người đưa ra những lời khuyên cho em. Cái ước mơ của bà với ước mơ của em cũng giống giống nhau, là đều muốn sống một cái cuộc sống cho mình hạnh phúc. Thực ra hồi trẻ là cô rất là thích đi học, nhưng mà cuộc sống nó có những thay đổi, nó cũng có những bước ngoặt mà mình không thực hiện được ước mơ của mình. Hồi trẻ thì cô cũng năng động lắm, cô cũng học, nhưng mà cô ước của cô là học thành ra một cái cử nhân nào đó, nhưng mà không được. Cô ước mơ rất là đơn giản, chỉ được là một cái gia đình nó không không cũng không cần rất là nhiều cao sang gì đó, nhưng mà một gia đình vui vẻ nhỏ thôi. Cuộc sống mà mình ước mơ thì nhiều, nhưng mà khi mà có gia đình rồi á thì phải chăm lo cho con, lo kiếm sống và đi làm việc để nuôi con cái thành người. Thành cũng không thể thực hiện cái giấc mơ của mình, mặc dù bây giờ thì cũng vẫn thích như thế đấy, nhưng mà bây giờ chắc bây giờ là quá tuổi mất rồi. Khi cô có bo thì cô đặt hết cái niềm hy vọng, giống như là cô muốn bo tải theo ước mơ của mẹ. Mình hay nói vui, mình nói là boy bo, con học luôn cả phần của mẹ nha. Cô rất là vui mừng, cảm động và hạnh phúc khi thấy từng ngày con lớn lên và trưởng thành. Chỉ cần bạn là thành công ở cái lĩnh vực của bạn học, công việc bạn muốn làm, bạn yêu thích, thì cô sẽ luôn luôn ủng hộ con của mình. Cô cảm thấy hạnh phúc khi đứa con của mình nó làm đúng cái công việc, cái lĩnh vực của nó yêu thích. Đối với một người mẹ thì sự trưởng thành và hạnh phúc của con cái là quan trọng nhất. Mẹ từ nhỏ là mẹ có nhiều thứ mà mẹ không được làm á, thì mẹ sẽ mong muốn là em có thể làm được thay mẹ. Thì do mẹ nói là hồi xưa mẹ không có được điều kiện để làm, nên là mẹ muốn là bây giờ mẹ có điều kiện để cho em đi học, nên là mẹ muốn em học nhiều hơn. Sự thành công của em ở Đại học Hoa Sen cũng như là một phần giúp mẹ em thực hiện ước mơ của mẹ mình. Thì lúc nào cũng muốn mẹ sẽ tiết một chút cái thời gian ra để chăm sóc cho bản thân mình nhiều hơn. Cô cũng biết là bé đã nỗ lực hết sức mình rồi, cũng không phải là dễ dàng mà đi tới cái đường mà lấy được cái bạn học sinh xuất sắc như vậy. Cô cũng xin cảm ơn cuộc đời. Đến hôm nay là giống như là mấy hôm rồi mà khi mà Bo nói mẹ ơi là con đã hoàn thành xong khóa học, thì cô mới giọt miệng cô nói vậy là mẹ hạ cánh an toàn. Vẫn yêu quý con, yêu thương con, bên cạnh con như thuở nào. Mẹ rất là hạnh phúc và tự hào. Mẹ mong con là sẽ vững bước vào đời. Làm lại tốt nghiệp này con không về được, mẹ cũng hơi buồn, nhưng mà hả, thôi thay vì đó là có công việc hẳn hoi thì con cứ làm đi cho tốt, học hỏi thêm những cái gì mà mình không biết, thì hả mẹ luôn luôn theo dõi con để hả mọi hành trình của con đi thì mẹ vẫn theo dõi con. Chúc con thành công hơn nữa và gặp được nhiều may mắn. Em muốn gửi một cái lời cảm ơn đến bà ngoại của em và cả toàn bộ những thành viên trong gia đình của em, là cảm ơn mọi người, cảm ơn ngoại đã ủng hộ cho con trên cái con đường này của con. Mẹ ơi, con đã thành công rồi, thì hy vọng là sắp tới sẽ con đường của mẹ và con sẽ trải đầy màu hoa hồng. Cảm ơn mẹ đã quan tâm chăm sóc đến con trong suốt những năm qua, và không có đặt áp lực lên con trong việc học, mà thay vào đó là luôn tin tưởng vào khả năng của con và động viên con. Con cảm ơn mẹ rất nhiều.
爸爸妈妈，我爱你们。我谢谢你们一直都支持和相信我。今天是我毕业典礼，虽然你没办法参加，但是谢谢爸爸妈妈。